Vâng, xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác một con giải mã phải nói là hàng quốc dân bên em luôn. Thì xin giới thiệu đến các bác, đây là con giải mã Onkyo X7 các bác. Vâng. Đấy. Con này thì các bác muốn kết nối giải mã rất đơn giản thôi, các bác sẽ cắm quang vào đây. Đấy, cắm điện thoại máy tính vào đây. Còn nếu như bác nào mà lấy giải mã ra nhá, các bác mua cho em cái JAV 2 đầu. Đấy, đây. Đây các bác nhá, các bác mua cho em cái JAV 2 đầu như thế này. Được chưa ạ? Một đầu các bác cắm vào đây. Đấy nhá, nó sẽ có hai cổng đầu ra này. Đấy, cổng này này hoặc cổng này cũng được nhá. Thì các bác ví dụ như em lấy cổng dưới này. Đầu còn lại đây, các bác cắm vào con đẩy hay là con âm ly to. Được chưa ạ? Con đẩy hoặc con âm ly to để mình hát karaoke hoặc nghe nhạc. Đấy, còn đây là dây quang. Dây quang này thì một đầu như này, các bác cắm vào tivi nhá, cắm vào smart tivi. Đầu còn lại mình cắm vào đây cho em. Tất cả những dòng Smart TV con nào nó cũng sẽ có cổng quang y chang như này. Đấy, và cổng quang này nó chỉ được có một loại thôi nha. Tất cả TV nó chỉ có một loại quang này thôi, không có loại thứ hai. Được chưa ạ? Đấy, thì các bác cắm quang vào đây. Đó. Và đây, AV này thì các bác cắm xuống đẩy hoặc cắm to để hát karaoke này. Còn nếu như bác nào mà không thích cái giải mã thì mình có thể là cắm điện thoại vào. Cắm điện thoại máy tính vào đây, cắm vào cổng đầu vào. Ok, sau đó ghép loa vào để làm một bộ dàn nghe nhạc. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ em sẽ kết nhạc các bác nghe thử này. À, con này thì CD mà đây bỏ con dâm nhá, tại vì những cái dòng này thì hầu như về mắt nó kém rồi. Đấy, đây. Tình ngập tràn trong tim. Đó. Giờ tìm đâu môi hôn đã xa, đã trao hôm nào. Cái chất nhạc của con này nhá. Đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em. À, như con này bình thường nhà em đang bán của nó 1250, nhưng hôm nay nếu bác nào chốt, em để các bác con này giải mã về kỷ niệm các bác một con cuối tuần. Để các bác con này giá 1.050.000. Ok chưa? Em để kỷ niệm một con 1.050.000. Đấy, bình thường em đang bán là 1.250.000, nhưng hôm nay em kỷ niệm các bác một con về làm giải mã để các bác hát karaoke trải nghiệm giá 1.050.000. Bác nào chốt alo cho em nhá.
Em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.